Rồi, trước tiên là đóng lại tắt các cái đối tượng của chúng ta và chúng ta sẽ mở cái bài lab 3 lên. Bài lab 3 của mình thì trước tiên các bạn sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu có 4 bảng. Và chúng ta sẽ có bên này là video. Video, bên này là one. Bên fabric là mini. Một video thì có thể được nhiều người thích. Đúng không nào? Đó thì video là số 1 và bên này là số nhiều. Và khi mà các bạn tạo thì chúng ta sẽ có một cái entity là video. Trong đó chúng ta có các cái trường ID, title, both view, description, entity. Thì chúng ta cũng tạo tương tự có ID, title, porter, lượng view của chúng ta, số lượng người view. Rồi chúng ta có cái active ở đây có được bật hay không. Đây là những cái trường dữ liệu mà các bạn thấy là nó đang nằm ở trong cái video. Ở trong này thì nó không có link, đúng không? Còn nếu bạn thích thì bạn bỏ thêm cái link vào. Ở trong này thì nó không có nói gì đến cái link của video cả. Mình thích thì mình bỏ thêm thôi. Và nó có một cái cấu hình. Cấu hình, đây là những cái trường mà trong cái bảng đề yêu cầu mình khai báo bình thường. Và cái mà chúng ta làm ở bên lab 2 là nó chỉ có một bảng thì chừng đây là đủ. Qua lab 3 thì chúng ta có hai bảng nối với nhau. Vậy đây là nó nối nè. Nối nè. One too many. Bởi vì bảng của mình là bảng video. Bảng video là nó đang ở bên bảng bảng 1. Một. Cho nên nó là one too many. Được chưa? Bảng 1 cho nên nó là one too many. Đây, one too many. Và nó sẽ liên kết đến cái video là cái gì? Là bên cái bảng fabric á, bên cái bảng fabric á, nó sẽ có một cái trường là video. Bên cái bảng fabric đây, cái bảng fabric nè. Thì nó sẽ có một cái trường mà mình sẽ liên kết đến. Video. Bên cái phần mà fabric mình sẽ khai báo một cái entity, một cái thuộc tính hay còn gọi là một cái trường là video để nó liên kết đến cái entity này. Đây, bên này. Bên này là bảng 1 nè. Bảng 1. Mình để là one too many map by video. Bên này là cái nhiều nè. Many to one. Nó sẽ liên kết đến cái khóa chính ở bên kia là video ID. Bên này nó là khóa ngoại á. Video ID nè. Mình đang đứng ở bảng fabric thì video ID là khóa ngoại. Đây. Video ID là khóa ngoại. Được chưa? Nó sẽ liên kết đến cái bảng one too many ở bên kia. Đây, one too many ở bên này. Đây là video. Đây là video, đây là cái đường dây nó nối đây. Đặt hai cái attribute này phải giống nhau. Nó nối qua là nó nối qua cái cặp này. Được chưa? Tương tự như vậy, mình sẽ mở cái bảng share lên. Ở đây, mình sẽ mở cái bảng share lên. Bảng share thì nó sẽ nối ở phía dưới này. One to many cũng kết nối bằng chữ video. Nhưng mà nối với cái bảng share, tức là cái entity share. Đây, share đây. Thì chỗ này, many to one. Many to one. Video. Video này và video này là giống nhau nè.
Được chưa? Chỗ này mình đặt trùng không sao cả. Tại vì nó liên kết đến một cái là ferrite, một cái là share. Cho nên chỗ này không ảnh hưởng gì cả. Nhưng cái này với cái bên ferrite phải giống nhau. Cái này với cái bên share phải giống nhau, hai cái này trùng tên. Kịp không? Đó. Rồi, zoom nhỏ lại để cho các bạn thấy có toàn bộ cái class. Đây. Đối với lại video là bảng 1 nhé. Thì mình có các cái trường theo đề. Và nó có xuất phát, nó có phát sinh thêm hai cái dòng code này nữa là do tạo cái relationship á. Cái đoạn này là mình tạo relationship. Mình tạo với cái bảng ferrite là thông qua cái này và thông qua cái video mình đang nói đến, video thông qua cái này. Hai cái đó là một bên một bên nhiều đó. Và đối với bảng video thì mình lại liên kết thêm với một bảng nữa là bảng share. Thì nó liên kết với cái entity share. Đây. Nó liên kết với cái entity share ở chỗ này. Kịp không? Được không? Như vậy là mình đang có được bảng video. Tương tự như vậy, mình có bảng user. Rồi, thì đứng ở bên này thì mở bảng user. Ở đây là thông tin của một user theo đề. Đây là thông tin của một user theo đề. Và nó liên kết đến cái bảng ferrite thông qua cái chữ user. Đây. Thông qua chữ user. Liên kết với bảng ferrite. Đó là relationship. Và bên cạnh đó nó cũng liên kết với cái bảng share. Bảng share đây. User. Đây là bảng share, là entity tương ứng. Khi mình code thì chú ý cái đó. Đặt tên bên này là gì, map by cái gì, thì bên kia mình có một cái attribute tương ứng đúng cái map by đó. Đây nè, map by bởi cái thuộc tính là user, thì đây nó đây đúng cái tên đó. Như vậy mình đã tạo được cái relationship ở bên phần Java. Được chưa? Và chỗ này đây là một thuộc tính. Đây là một thuộc tính. Đây là một thuộc tính. Nó là một thuộc tính đó. Cho nên khi mà bạn khai báo ở đây là data thì nó có cái get ferrite. Mình không viết đúng không? Mình thằng Lâm Bóc nó viết cho mình. Bởi vì mình khai báo cái thư viện Lâm Bóc vào thì tự động mình đưa cái annotation là data, thì ở user mình bấm get ferrite là nó sẽ lấy tất cả những record ở bên bảng ferrite mà có cái ID là cái user đang chọn, thì nó thông qua cái get ferrite. Và lúc đó bạn chỉ gọi đúng một cái lệnh là get ferrite hết, không có GraphQL nào cả. À, không có bất kỳ một cái GraphQL nào hết. Được chưa? Nó là select all luôn á. Tất cả những gì bên ferrite mà có xuất hiện cái ID này. Tiếp tục, khi mà đây là chúng ta đã xây dựng xong các cái entity. Entity là chúng ta xong nhé.
qua đến lớp down. Lớp down ví dụ như là mình nói về video trước đi. Đây, video. Đối với lại video, mình sẽ có, ví dụ mình viết là file, mình viết là file by ID, re, update, delete. Rồi, một cái nữa là file by keyword, tức là mình tìm theo tên của video chẳng hạn. Đó, mình lên tên tên của video. Rồi, chỗ này là get page, thì mình muốn viết cái gì thì mình cứ viết ở đây. Nhưng cơ bản nó chỉ kế thừa từ một vài cái class chung. Rồi ví dụ như là file thì select object from video object và dùng cái GVQL để thực thi. Rồi file by ID update video, delete video, create video, paste file by keyword. Cái này là mình đã làm giống y chang như lớp 2, không có gì mới hết. Lớp 2 viết làm sao là lớp 3 viết y chang, không có gì mới. Tương tự đối với giờ user thì cũng không có mới. User down employment. Tương tự ở trong này. À, tương tự. Muốn viết gì thêm thì cứ viết, còn viết main ở đây là chẳng qua để chạy thử thôi, test thử thôi. Viết main là test thử, không cần thiết cái main này. Mình test thử là nó có chạy được không á. Test từng phương thức để coi thử là phương thức mình viết nó có đúng không. Được chưa? Cái này là whiteboard test á. Là cái ông dev ổng tự kiểm á. Unit test, whiteboard test. Rồi ở chỗ này đối với lại cái bảng ferrit đi, ferrit thì mình cần cái gì, ví dụ như là file, file là làm gì, tìm tất cả, file by id, re, update, delete. Như vậy thì file làm gì, select object from ferrit object hết, thì nó giống y chang như mấy cái class kia thôi, mấy cái lớp kia thôi, cũng là file, file ID, file rồi update, delete, DA. Không có gì đặc biệt đúng không? Nó có một kiểu một à. Lớp nào nó cũng có một kiểu một. Không có gì thêm cả. Tương tự như vậy, đối với lại share cũng vậy. Chẳng qua là cái re, update, delete là mình viết thêm thôi, còn không thích thôi. Mình chỉ có truy vấn thì mình không cần cái này, bỏ khỏi viết được không. Nếu như mà mình đã truy vấn thì không cần viết gì hết. Ở chỗ này share employment cũng thế, file on cũng select object from share object là file by id, update, delete, re. Đó, không có gì mới hết. Git share chỗ này là người ta muốn mình biết là có thông tin, ví dụ như chỗ này người ta trả ra một cái nhóm các đối tượng, select video, lấy cái video title, lấy số lượng, lấy ngày, ngày nhỏ nhất và ngày lớn nhất, tức là cái video này được share lâu nhất là lúc nào và mới nhất là lúc nào. Cái này là mình muốn truy vấn dữ liệu thì mình truy vấn theo cái câu lệnh GVQL này. Còn nếu mình không muốn thì thôi. Cái này là tại vì mình thích truy vấn dữ liệu như vậy thì mình viết câu lệnh này. Còn nếu mình không thích thôi. Chỗ này mình thích cái gì? Mình thích là tìm cho tôi cái tên của video. Xem thử có bao nhiêu lượt thích, với lượt thích nhỏ nhất, lâu nhất á là ngày nào, và lượt thích mới nhất là ngày nào. Muốn lấy được dữ liệu này
thì lấy ở đâu? Lấy ở cái bảng share. Trong cái bảng share, đây, trong cái bảng share của mình nè, có cái gì? Có video ID. Mà có video ID thì có video title không? Có, nối qua, lấy được. Được chưa? Không có chọn gì chỗ này hết. Lấy thôi chứ không có chọn gì chỗ này hết. Đúng rồi. Cái này là lực lực xe, chỗ này là đang nói xe, lực xe, đây xe, lấy được số lượng xe, ngày xe cũ nhất, ngày xe mới nhất, group by video, xem thử là đối với lại cái video đó thì bao nhiêu lượt xe và xe ngày lâu nhất là lúc nào, xe ngày mới nhất. Tương tự như vậy, nếu như mà bạn thích thì bạn ở bên cái bảng favorite này, bạn cũng có thể viết được một cái đoạn code như vậy. Xem thử là video này có bao nhiêu lượt thích. Và thích cũ nhất là lúc nào, thích mới nhất là lúc nào. Được chưa? Rồi. Đó là những cái cơ bản. Bây giờ mình khai thác dữ liệu nè. Ví dụ như đối với lại cái servlet của mình. Khi mình chạy lên đối tượng, ví dụ chỗ này, thầy sẽ lấy danh sách favorite, danh sách, và thầy gửi cái đó qua bên frontend. Rồi, gửi qua frontend, tức là lấy được cái danh sách này ra, gửi qua frontend. Và trên frontend thì sử dụng cái trang là danh sách các video yêu thích. Rồi, chạy lên thử coi, nó sẽ lấy cái gì và nó hiện cái gì. Rồi, danh sách trong này là có tiêu đề của video, ai thích, tên người thích, ngày thích, video link, là tại vì thầy đưa thêm. Còn trong đề nó không có, mình thích thì mình thêm thôi. Rồi, tương tự như vậy, video này ai thích, cái ước gì nè, có 3 lượt thích. Có số 1, số 3 và số 2. Thích cái video này. Thì ở này là nó ở trong cái bảng favorite của mình. Mình liệt kê hết ra. Liệt kê hết ra. Đó. Còn nếu như mà giả sử các bạn muốn là liệt kê video mà không có bất kỳ lượt thích nào, thì lúc này chúng ta làm gì? Select object from favorite where về gì đó, lấy cái lượt thích là bằng 0. Đó. Hoặc là mình sẽ select cái video mà với tổng lượt thích bằng 0. Thì nó sẽ liệt kê tất cả các video tổng lượt thích bằng 0. Thì như vậy là cái đoạn code demo liên quan đến việc chúng ta kết nối hai bảng với nhau. Đó là chúng ta đã liên kết được hai bảng. Trong cái đoạn code mà chúng ta sử dụng ở đây, thì bên kia chúng ta gửi cái danh sách qua những video thích. Thì bên frontend chúng ta sẽ làm gì? Cái video thích này chúng ta sẽ for đưa vào item là F. Thì trong đó chúng ta có xuất ra một số cái. Ví dụ tiêu đề thì f.video.title, f.user.id. Tại vì mình đã có được cái record bên cái bảng favorite rồi, thì mình hồi nãy mình nói rồi, đối với bảng nhiều thì nó đã tự động nó load dữ liệu của mấy cái bảng một luôn rồi. Nhớ không? Hồi nãy thầy nói hai cái thuộc tính mà các bạn cần quan tâm đó.
Cái này là bốn cái hồi nãy thầy nói về cái ba đó, cái ba mà cái mà các bạn cần phải quan tâm là lót trước hay lót sau đó. Nãy là ba chấm mấy, 3.2 hả, 1 hay 2? Cái mà lót dữ liệu trước hay dữ liệu sau á, thì bản thân chỗ này mình không có gọi, không có gì hết trơn á. Khi mà mình đã nói đến cái bảng nhiều rồi thì tự động nó lót dữ liệu cho mình ở cái bảng 1 luôn. Tự động nó lót dữ liệu cho mình ở bảng 1 luôn. Đây, mình đang đứng ở bảng many to one. Thì mặc định của nó là nó lót dữ liệu cho mình. Khi gọi không cần truy vấn. Không cần truy vấn gì cả. Tự động nó lấy dữ liệu sẵn cho mình. Thì chỗ này f.video.title, f.user.id, f.user.fullname. Đó là hai ba cái trường này là ở bên cái bảng 1 nè. Khi mình gọi đến Favorite là tự động nó truy vấn cho mình mấy cái bảng liên kết. Và cứ thế mà gọi ra thôi. Cái f.video hoặc là f.user có phải là cái attribute mà hồi nãy mình khai báo không? Đó, mình khai báo để mình liên kết đó. Thì tự động nó kết nối đến bảng bảng 1 và nó lấy dữ liệu của bảng 1 ra cho mình luôn. Kịp chưa? Rồi về nhà nghiên cứu để mà viết thêm.